mà nếu nó muốn về Việt Nam, em nói với nó là nếu muốn về Việt Nam chơi thì cứ về thôi. À. Tại vì bây giờ là bà dì lớn thì năm nay 90 rồi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Hành trình của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến cái căn nhà của cái nickname đã gửi mail và yêu cầu là đến nhà số số 6 Nguyễn Khắc Nhu. Ủa, số 6 Hầu Hảo Hớn. Thì em đang trên đường Cô Bắc đi đến ngã ba Hầu Hảo Hớn. Xin video này xin gửi đến tất cả mọi người và đặc biệt gửi đến đến chú Michael. Chú Michael đã lâu rồi không có về Việt Nam, nên một số hình ảnh này xin gửi đến chú và chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Để em đi đến nhà của chú Michael. Sẵn qua đây mọi người có thể nhìn lại con đường Cô Bắc Cô Giang ngày xưa và ngày nay như thế nào ha. Đây có cái hẻm 171 để thông ra đường Cô Giang luôn nè. Vô đây thì cũng có mấy cái khách sạn. Ở đây là trường Lương Thế Vinh nè, trường tiểu học Lương Thế Vinh. Kế bên thì có cái hồi xưa hình như là cái nhà Bảo Xanh thì phải, hồi thời xưa nha. Nhưng mà bây giờ là cái sở công ty dịch vụ công ích tổ vệ sinh. Ở đây cái bên thì có cái nhà thời Pháp hồi xưa tới giờ để gửi xe, nhận giữ xe hơi thôi. Cái nhà rất lớn. Bây giờ cũng gần Tết rồi nên mọi người đang chuẩn bị đón Tết, sửa nhà rồi trồng hoa, mua mai rất là nhiều. Đây nó có cái pháp hoa ni viện. Này, cái ngã ba này thì cũng không có gì thay đổi, chỉ thay đổi là cái nhà hàng ngay góc bên tay trái mình thì nó thay đổi cũng mấy đời chủ à. Rồi cái cuối đường là cái quỹ ban phường á, thì cũng dời lại xích phía hướng này nè, mấy căn đối diện trường mầm non Cô Giang á. Những cái trụ sở thì vẫn như xưa á. Đây thì có quán lẩu ở bộ An Phải nè. Ngày xưa thì nằm bên đường Cao Bá Nhạ đó, nhưng mà sau này thì họ dời ngay góc đường Cô Bắc và Nguyễn Hồng Áo Hớn. Em lộn hổ hớn Nguyễn Khắc Nhu hoài, sorry mọi người nha. Thì những cái nội dung mà có gợi kỷ niệm thì được mọi người quan tâm rất là nhiều, thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Đây là ngã ba Cô Bắc và Hồ Hảo Hớn. Cuối đường Hảo Hớn là bến Trương Dương ngày xưa đó, bây giờ là Võ Văn Kiệt, đại lộ Võ Văn Kiệt. Nhà số đây là 60, kế bên là 62. 62 thì có căn nhà này mà thấy đóng cửa, không biết có ai ở nhà hay không. Hỏi bấm chuông. Nhà thì sơn màu hồng vẫn như ngày xưa, lâu lắm rồi. Kế bên thì có cái chung cư, mới bấm chuông và đợi cô mở cửa. Cái chung cư thì giải tỏa rồi, hồi đang xây lại, nó
building khác. Dạ chào cô ạ, dạ phải cô Vân không ạ? Dạ bác Michael có Michael Mao, Michael Mão gì đó, bác Michael ở bên Canada. Dạ bác. Dạ dạ. À đó cô ở trên lầu. Nhà bây giờ mình đợi mọi người mở cửa nha. Ở đây thì họ đang làm ống cống ống nước nên phía trước rất là dơ. Ở đây thì hàng ngày có xe container, ô xe đổ bê tông nữa chạy ngang để làm cái công trình ở đây nè, nên cũng rất là ồn ào bụi bặm. Rồi cô mở cửa. Dạ. Cô dạ. Cô nhà chị dơ thì dạ, dạ, được rồi, được rồi. Không, em đi dép không? Dạ. Dép không? À, cô không sao, nhà sạch mà, không sao. Không sao, nhà bẩn mà. Thôi, được rồi, được rồi. Cô xin phép cho con quay số hình ảnh gửi bác Michael. Ôi, cái thằng em chị phải không? Dạ. Thằng nào không nhiều thằng lắm. À, để mau quánh, người mau chống, người mau chung, người mau ấy. Nên nóng cái thằng nào? À, chú nói là chú xưng hô là chú. Chú là Michael Mao, không có tay, không có dấu. Không có dấu nên muốn ghé để lần trước nó cũng nhờ rồi, nhưng mà nếu nó muốn về Việt Nam, em nói với nó là nếu muốn về Việt Nam chơi thì cứ về thôi. À. Tại vì bây giờ là bà dì lớn thì năm nay chín mấy rồi. Dạ. Bây giờ cũng yếu rồi, nếu dạ. Về sớm thì chơi thì gặp gì thì về. Dạ. Còn hả, bây giờ tình hình coi như là gia đình thì cũng bình thường. Dạ. Không có vấn đề gì hết. Dạ. Còn bây giờ tại giết mèo giết dài lắm. Trời ơi. Vậy là chú mình nó chắc lớn tuổi. Nó năm nay cũng bốn, anh cũng năm mấy 60 rồi chứ không phải ít đâu, nó cũng năm mấy tuổi rồi. Dạ. Yeah. Mà Mao thì nó nhiều Mao lắm, tại vì nó tới 76 7 anh em trai là. À. Nhưng mà nó là con của bà dì chị nếu đúng. Dạ. Yeah. Thì Mao thì chỉ có một thằng đó, thì chỉ có mấy đứa đó là thôi. Anh em họ. Anh em con ngoài người Bắc mình kêu là con chị, coi như chị thì là chị con. Dạ. Con của bà chị, còn nó con mà cả em người Bắc thì kêu là con bá con gì. À, con bác con mà gì? Người Nam thì kêu là con cô hay là con gì, cô cậu gì cô đó. Cậu à, à. Không, con cô con gì con bá con gì. À. Đó là con hai chị. Dạ. Em ruột đấy. Dạ. Hai chị em gái. Ừ, chị báo với em như vậy. Dạ. Nhá. Dạ. Thì cho nó biết vậy thôi. Dạ. Còn rồi. Về Việt Nam chơi thì cứ việc về. Dạ. Tại vì bây giờ thì nói thật với em nhé, nhà trọ thứ thì cũng nhiều. Dạ. Rồi á, cuộc sống người ở đây thì nó không phải như ngày xưa nữa. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, cho nên là tụi em là những người phải nói là mang một cái lòng tốt. Dạ. Đúng không? Dạ. Để và giao lưu hoặc là để giúp đỡ. Dạ. Những cái em làm những cái clip vậy đó chị. À, hiểu. À, đúng không em? Yeah. Em làm những clip như vậy nhưng mà thật tình cũng cảm ơn em, nhưng mà nói thì nó như thế. Rồi chúng ta nhìn lại hình ảnh của cái khu vực nhà số 62 Hồ Áo Hớn nha. À, xin qua đây thân gửi đến chú Mao, chú Michael Mao. À, số hình ảnh về cô Vân và sự nhắn gửi của cô Vân là chú có rảnh thì về chơi, còn khúc tâm sự sau thì cá nhân chắc con xin gửi mail riêng cho chú. Rồi số hình ảnh gửi cô chú và gia đình, chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe nha. Cô Vân rất là vui vẻ và có cái sự hiểu biết rất là sâu. Con cũng học hỏi nhiều điều ở cô đó. Rất là vui khi được thực hiện cái video này. Và có thêm một người bạn nữa, cũng là một người cô. Rất là hạnh phúc. Rồi, mình đi ra đây là cái ngã tư Trần Hưng Đạo và Cống Quỳnh. Ngã tư Trần Đạo và Cống Quỳnh đây. Đường Cống Quỳnh, đường Trần Đạo thì bây giờ rất là nhiều sự thay đổi.
À, nếu mà đi thẳng hướng này là đi về cái đường Trần Đình Xu, Trần Đình Xu cầu kho đó, rồi khu chợ nhỏ. Bây giờ Sài Gòn là 2 giờ chiều rồi, cũng rất là mát mẻ vì có những cái hàng cây thế này. Rồi tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Mỗi video là mỗi câu chuyện, mỗi gia đình, mỗi người bạn. Em rất vui vì được thực hiện những cái video như thế này. Bên cạnh đó thì cũng có những cái video về ăn uống ẩm thực, mong mọi người ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là siêu thị Mỹ nè, US Mart. Ở đây thì bán những cái thực phẩm, những cái rau củ, những cái loại nước ngọt ở Mỹ có thì ở đây cũng sẽ có, nhưng mà giá rất là cao. Dùng lon nước ngọt ở Sài Gòn thì có giá khoảng 10.000, thì trong đó là khoảng 20 mấy ngàn. Trong đó thì tính bằng đô, tính theo giá đô á, là quy ra tiền Việt.